trộm cướp với thủ đoạn tinh vi. Hành tung của những tên trộm gần như vô định, thoát ẩn thoát hiện và gây khó khăn cho công tác điều tra phá án. Thế nhưng, dù có ranh ma đến đâu, trước tài phán đoán và sự kiên trì, cố gắng không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hậu Giang, những tên ma nhớt ấy đã phải cúi đầu khuất phục. Đêm ngày 3 tháng 4 tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bà Bùi Thị Ổi trong lúc đang ngủ thì bị ai đó lẻn vào nhà. Lấy đi trên người của bà một dây chuyền, tấm lắc, bông tai và một điện thoại, tổng giá trị tài sản hơn 11 triệu đồng. Kẻ xấu còn dùng kim tây khâu chặt chiếu và mùng lại với nhau, để khi chủ nhà choàng tỉnh dậy thì không thể nào đuổi theo kịp. Nhận được tin báo, công an huyện Phụng Hiệp dưới sự chỉ huy của đại úy Nguyễn Hiền Sâm nhanh chóng đến hiện trường để thu thập chứng cứ. Sau khi xem xét hiện trường, vật chứng thu được là những chiếc kim tây, một lưỡi lam và một chiếc mùng. Vết rạch trên mùng dài khoảng 40cm. Phương thức trộm lạ đời này khiến cho tổ điều tra gặp không ít khó khăn trong việc xác định đối tượng nghi vấn. Khi vụ trộm rạch mùng để lại vết nhớt tại nhà bà Bùi Thị Ổi chưa tìm được hướng ra, thì một vụ án rạch mùng cướp tài sản khác lại xảy ra tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Khoảng 23 giờ đêm ngày 17 tháng 5, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà chị Dương Thị Lắm, rạch mùng và lấy đi sợi dây chuyền vàng 24K, trị giá tương đương gần 14 triệu đồng. Cũng như vụ án trước, chiếu và mùng đều đã bị khâu chặt lại với nhau bằng kim băng. Chỉ lắm khi ấy dù đã nắm được tay của kẻ đột nhập, nhưng vì tay quá trơn nên hắn đã dễ dàng dùng thoát và lẫn vào bóng đêm. Dấu vết mà hung thủ để lại tại hiện trường gần như bằng không. Lời khai của nạn nhân rất mù mờ, vật chứng cũng không đưa đến một phán đoán rõ ràng nào. Trong khi đó, dư luận lại đang rất hoang mang lo lắng, không biết khi nào mình sẽ trở thành nạn nhân của những bóng đen thoát ẩn thoát hiện kia. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng thành lập ban chuyên án. Phòng cảnh sát sự công an tỉnh Hậu Giang đưa ra kết luận, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, địa bàn gây án diễn ra trên địa bàn rộng và chúng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Đây là cái vụ án nói chung là rất là phức tạp. Với phương thức thủ đoạn là đối tượng là lợi dụng đêm khuya. Thứ hai là đến là thời gian hoạt động là từ 23 giờ đến 3 giờ sáng. Đó là lợi dụng cái bị hại là đã ngủ say, là không cảnh giới. Hay là đối tượng là lợi dụng cái nhà lá hoặc nhà kê đó để là đột nhập. Phối hợp với các địa phương cùng để xin ý kiến giám đốc là xác lập lập ban chuyên án để tập trung đấu tranh. Vì đây là cái đối tượng nó hoạt động liên huyện và liên tỉnh với các địa bàn giáp danh của Hậu Giang và Cần Thơ. Với đại úy Nguyễn Hiền Sâm, đây không phải là lần đầu tiên anh phải đương đầu với loại tội phạm sử dụng chiêu thức tinh vi này. Vì thế, những đối tượng có tiền án liên quan đến trộm cắp đã được đưa vào diện tình nghi đầu tiên. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thì vụ này là vụ thứ hai. Vì trước đây vào năm 2005 thì bản thân cùng với
tập thể của trinh sát phòng thì cũng đã xác lập và triệt phá chuyên án bắt là 7 đối tượng. Thì từ đó thì anh em mới tập trung xác minh làm rõ với tất cả các đối tượng trên địa bàn thuộc diện quản lý, thì kiểm danh kiểm diện các đối tượng tiền án tiền sự. Kết hợp giữa phòng BC45, lực lượng công an huyện cùng hiệp lực lượng công an Mỹ bố trí trinh sát từ cái tầng ở cấp cơ sở đến những cái nơi tiêu thụ của đối tượng hoạt động dọc theo những tuyến là sông, đường lộ nông thôn để tiến hành là triệt phá cái chuyên án này. Đối tượng đầu tiên tên Trần Văn Phú là người có tiền án về tội trộm cắp. Đặc biệt hơn, Phú hiện đang thất nghiệp và là một con nghiện game. Trinh sát tiếp cận đối tượng tình nghi và đã có được những thông tin bước đầu. Vào các khoảng thời gian xảy ra vụ trộm nhà bà Ổi và chị Lắm, Trần Văn Phú đều chơi game tại tiệm internet gần nhà suốt đêm và đều có xác nhận của chủ tiệm net. Do lúc đầu nhận định là vụ này là vụ cướp chuyên nghiệp thì cứ tập trung xí vào các đối tượng là có tiền án tiền sự về hệ loại mình thuộc quản lý, nên khi kéo một thời gian nên một cái dài thời gian dài chung là cũng gần 10 tháng. Thì do cái khó khăn đây là vì đối tượng đây nó hoạt động tính chuyên nghiệp nhưng mà trong diện quản lý thì không có, vì đối tượng này là mới thực hiện lần đầu, mới thực hiện là mới có chưa tiền án tiền sự. Ban chuyên án quyết định chuyển hướng điều tra sau khi khoanh vùng lại đối tượng khả nghi. Các mũi trinh sát được phân công nằm vùng tại những địa bàn trọng điểm. Không lâu sau đó, một mũi trinh sát đặc biệt sau nhiều tháng kiên trì bám địa bàn đã phát hiện được đối tượng khả nghi, đó là Lê Văn Ca. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, gia đình của người đàn ông này có cuộc sống dư dả đáng ngờ. Tất cả chỉ chờ đối tượng này hành động là có thể truy bắt. Đúng như dự đoán của ban chuyên án, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, Lê Văn Ca cùng đồng bọn bắt tay vào thực hiện vụ trộm cắp tiếp theo. Vụ trộm như thường lệ diễn ra trót lọt. Chúng nhanh chóng lẫn vào bóng đêm và đinh ninh rằng kế hoạch trộm cắp của mình mà không biết quỷ không hay. Biết rằng băng trộm ma nhất này còn có kẻ đứng sau nhận tiêu thụ đồ gian, nên ban chuyên án quyết định theo dõi để bắt cả băng trong lúc chúng đang tiêu thụ tài sản trộm được. Sau một thời gian phục kích, 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2013, Lê Văn Ca cùng đồng bọn đã bị bắt giữ. Qua quá trình mà bố trí trinh sát các tổ trinh sát
thì phát hiện được là đối tượng nó trộm tiệm vàng, nó cướp giật tiệm vàng ở một nhà dân ở thuộc huyện Long Mỹ. Thì tổ trinh sát Long Mỹ thông báo cho tổ ở ngã bảy Phụng Hiệp là tiến hành đón lõng. Thì đến sáng 5 giờ sáng vào ngày 24 tháng 5 23 ở 24 tháng 3 25 tháng 4 năm 2013 thì tổ trinh sát đã bám theo đối tượng, kịp thời báo cáo cho các mũi trinh sát khác để kịp thời là khi vụ việc xảy ra đến khi mà đối tượng tiêu thụ thì là tiến hành bắt quả tang cùng đàn giặc. Chứ bây giờ anh có nhận tội không? Tôi đã có tội nào? Đối mặt với điều tra viên tại cơ quan điều tra, Ca cùng đồng bọn đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự việc. Trước khi bị bắt, bị can nhận mình đã thực hiện 15 vụ, trong đó có 13 vụ cướp giật, 2 vụ trộm cắp tài sản. Trước khi thực hiện một vụ cướp, Lý Văn Ca cùng đồng bọn quan sát rất kỹ địa thế ngôi nhà, lịch trình sinh hoạt của gia chủ. Những căn nhà nằm gần mé sông, cửa nẻ không được khóa cẩn thận. Đặc biệt chủ nhà thường đeo vàng trên người sẽ bị đặt vào tầm ngắm. Trước khi đột nhập vào nhà để trộm đồ, chúng sẽ cởi bỏ quần áo, sau đó thoa nhớt lên khắp mình. Khi nạn nhân phát hiện tri hô bắt giữ, với cơ thể quá trơn ấy, chúng sẽ dễ dàng dùng dãy và tẩu thoát vào bóng đêm. Chính vì lý do này mà thông tin thu thập được từ nạn nhân là rất ít và gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra. Trước khi đối tượng thực hiện hành vi thì đối tượng dùng phương tiện vỏ lãi và máy xăng hay là phương tiện là xe mô tô đi dọc theo các tuyến đối với những nhà dân, nhà bị hại là khảo sát, hay là dùng những cái súng hơi để đi quanh nhà để khảo sát là những bị hại là có đeo dây chuyền và tìm cách là tối để xâm nhập vào để thực hiện hành vi của mình. Ngoài ra đối tượng còn sử dụng là đối với những cái nhà nào mà có nuôi chó là để trong nhà thì đối tượng trước khi thực hiện hành vi thì là sử dụng thuốc đánh bã để cho chó ăn. Thì qua vụ việc trên thì có lời cảnh báo với người dân thì đừng nên phe phang của cải mà đeo để cho đối tượng thấy. Đừng có phe của cải nhiều đối tượng thấy mà đem nảy lòng sinh lòng tham. Thì nên ghi ra đường thì người dân nên hạn chế đeo nữ trang. Thoai nhớt lên người rồi thực hiện vụ trộm cắp, cứ ngỡ đây là cách thức của những tên tội phạm chuyên nghiệp. Nhưng chẳng thể ngờ, nó lại được nghĩ ra bởi một người dân bình thường, vốn không có tiền án về tội trộm cắp trước đó. Và chính chi tiết ấy đã khiến cho cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Dù thủ đoạn có gian manh đến đâu, hành tung bí ẩn như thế nào, những tên ma nhất này đều khó thoát khỏi lưới trời của luật pháp. Những kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân tỉnh Hậu Giang đều bị tóm gọn và đưa ra ánh sáng. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ lười lao động, có ý định làm giàu bất minh.